Thi Thiên 117. Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài. Vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn. Đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. Gian thứ nhất, chương 1. Nói về sự sống là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tai chúng tôi đã chạm đến. Sự sống này đã được bày tỏ, chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha và đã được bày tỏ cho chúng tôi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em, để anh em có được sự tương giao với chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi viết điều này cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài và công bố cho anh em. Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau. Và huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Ê-xê-chi-ên chương 39. Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại Gót và bảo nó rằng Chúa Giê-hô-va phán. Hỡi Gót, vua của Rô-sơ, Mê-xít và Tu-banh, này, ta chống lại ngươi, ta sẽ quay ngươi lại, ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ vùng cực bắc và đem ngươi lên trên các núi của Israel. Ta sẽ đánh rơi cây cung của ngươi khỏi tay trái và làm những mũi tên của ngươi rơi khỏi tay phải. Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Israel, ngươi và tất cả đạo quân ngươi, cả đến những dân theo ngươi cũng vậy. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim và loài thú đồng làm thức ăn. Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng như ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ, ta sẽ sai lửa giáng trên Ma-gốc và trên những kẻ ở an ổn nơi các hải đảo, và chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ bày tỏ danh thánh ta giữa dân Israel ta, và ta không để chúng nói phạm đến danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, đấng thánh của Israel. Này, điều ấy đang đến và sẽ xảy ra, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đây là ngày mà ta đã công bố. Bây giờ, những dân cư các thành của Israel sẽ đi ra để đốt và phó cho lửa các khí giới, thuẫn lớn và nhỏ, cung và tên, giáo và sào. Chúng sẽ đem chụm các thứ ấy trong suốt 7 năm. Chúng sẽ không cần tìm củi ở ngoài đồng, không đốn gỗ trong rừng, vì chúng lấy khí giới mà chụm lửa. Chúng sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày ấy, ta sẽ cho Gót một chỗ làm mồ chôn tại Israel trong thung lũng của những du khách về phía đông của biển. Mồ chôn đó sẽ ngăn đường của du khách, vì tại đó người ta sẽ chôn Gót và cả đoàn dân nó. Người ta sẽ gọi nơi đó là thung lũng của Hamon Gót. Nhà Israel sẽ phải mất 7 tháng để chôn xác chúng và tẩy sạch xứ sở. Tất cả dân chúng trong xứ sẽ chôn chúng. Đó là một ngày trọng đại cho dân Israel, tức là ngày mà ta sẽ được vinh hiển, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Họ sẽ thường xuyên sai những người đi khắp xứ để chôn những thây còn lại trên mặt đất và tẩy sạch đi. Sau 7 tháng, họ sẽ đi tìm kiếm. Khi họ đi qua khắp xứ và thấy những hài cốt, thì họ cắm một cột mốc bên cạnh
cho đến khi những người đào huyệt chôn xong những hài cốt ấy trong thung lũng Hamongot, cũng sẽ có một thành được gọi tên là Hamon. Như vậy, người ta sẽ tẩy sạch xứ sở. Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán, hãy nói với mọi loài chim và mọi loài thú đồng rằng, hãy tụ hợp lại từ bốn phương và vây quanh một sinh tế mà ta dọn cho chúng mày, tức là một sinh tế lớn trên các núi Israel, để chúng mày được ăn thịt và uống máu. Chúng mày sẽ ăn thịt của người mạnh bạo, uống máu của các lãnh đạo trong thiên hạ, những chiên đực, chiên con, dê đực, bò đực mập của Ba-san. Chúng mày sẽ ăn mỡ cho no, uống máu cho say từ sinh tế mà ta giết cho chúng mày. Nơi bàn ta, chúng mày sẽ ăn no nê thịt ngựa và thịt kẻ cưỡi ngựa, thịt của dũng sĩ và mọi lính chiến. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ bày tỏ vinh quang ta ra trong các nước, tất cả các dân tộc sẽ thấy ta thi hành sự phán xét và đặt tay ta trên chúng. Từ ngày đó về sau, nhà Israel sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ, các dân tộc sẽ biết rằng nhà Israel đã bị lưu đày vì cớ tội lỗi của nó, vì nó đã phạm tội chống lại ta. Chính vì vậy mà ta ẩn mặt ta với họ, phó họ vào tay những kẻ thù và tất cả đã ngã chết bởi gươm. Ta sẽ đối xử với họ như thế vì sự ô uế và tội ác của họ, và ta đã ẩn mặt với họ. Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán, bây giờ ta sẽ đem những kẻ lưu đày của Gia-cốp trở về. Ta sẽ thương xót cả nhà Israel, và ta sẽ ghen tuông vì danh thánh ta. Họ sẽ quên đi sự xấu hổ và mọi tội bất trung mà họ đã phạm với ta khi họ được sống bình yên trong xứ sở mình, không còn sợ hãi ai cả. Khi ta đã đem họ về từ giữa các dân và quy tụ họ lại từ đất của kẻ thù họ, thì ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết ta qua họ trước mắt nhiều nước. Họ sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ khi ta để họ bị lưu đày trong các nước rồi quy tụ họ lại trong xứ của họ. Chẳng để sót một ai, ta sẽ không ẩn mặt với họ nữa, vì ta sẽ đổ thần ta trên nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê-xê-chi-ên chương 40. Vào năm thứ 25 sau khi chúng ta bị lưu đày, vào đầu năm, ngày mùng 10 của tháng, tức là 14 năm sau khi Jerusalem bị thất thủ, cũng trong ngày ấy, tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi và Ngài đem tôi vào trong thành ấy. Trong các hệ tượng của Đức Chúa Trời, tôi thấy Ngài đem tôi vào đất Israel và đặt tôi trên một hòn núi rất cao. Trên núi đó, về phía nam, có một công trình kiến trúc giống như một thành. Khi Ngài dẫn tôi vào đó, tôi thấy một người hình dáng như người bằng đồng. Người ấy đứng nơi hiên cửa, tay cầm một sợi dây gai và một cây sào để đo. Người ấy bảo tôi, hỡi con người, hãy lấy mắt mà xem, lấy tai mà nghe, và để lòng vào những việc mà tôi sẽ tỏ cho ông, vì để cho ông nhìn thấy mà ông được đem đến đây. Vậy hãy thuật lại mọi điều ông thấy cho nhà Israel. Kìa, có một cái tường ngoài bao chung quanh đền thờ. Người ấy cầm trong tay một cái sào để đo, dài 3 mét, tức 6 amma. Mỗi amma này dài hơn mét thường một gang tay. Người ấy đo bề rộng của tường là một cái sào và bề cao là một cái sào. Kế đó, người ấy đi đến nơi cổng phía đông, bước lên những tam cấp để đo ngạch cổng. Bề rộng một cây sào, ngạch khác cũng rộng một cây sào. Mỗi phòng dài một cây sào và rộng một cây sào. Giữa các phòng có một khoảng cách 2,5 mét. Ngưỡng cửa gần bên tiền sảnh của cổng ấy rộng một cây sào. Người ấy đo tiền sảnh của cổng phía trong cũng một cây sào. Người ấy đo tiền sảnh của cổng được 4 mét và những trụ nó được 1 mét. Đó là tiền sảnh của cổng phía trong. Nơi cổng phía đông, mỗi bên có 3 phòng. Cả 3 phòng đều có kích thước bằng nhau, và các cột mỗi bên cũng có kích thước bằng nhau. Người ấy đo chiều rộng của lối vào cổng được 5 mét và chiều dài được 6,5 mét. Trước các phòng, mỗi bên có một hàng rào cao nửa mét, và mỗi phòng hình vuông, mỗi cạnh 3 mét.
Người ấy đo cổng vào từ phía sau, từ mái của phòng này đến mái của phòng kia, được 12 mét rưỡi chiều ngang, hai lối ra vào đối diện nhau. Người ấy đo các trụ là 30 mét, gần các trụ ấy có hành lang bao quanh cổng vào. Khoảng cách giữa cổng vào và tiền sảnh của cổng trong là 25 mét. Các phòng và những trụ nó ở phía trong cổng cho đến các tiền sảnh đều có những cửa sổ chắn song. Phía bên trong và chung quanh đó đều có những cửa sổ. Trên các trụ có những hình cây trà là. Sau đó, người ấy dẫn tôi vào hành lang ngoài. Này, tại đây có những phòng và lối đi lót đá chung quanh hành lang. Dọc lối đi lót đá ấy có 30 phòng. Lối đi lót đá chạy dọc theo cổng, có chiều dài bằng cổng ấy. Đây là lối đi thấp có lót đá. Người ấy đo khoảng cách từ phía trước cổng dưới cho đến phía trước hành lang trong, được 50 mét phía đông, và phía bắc cũng vậy. Người lại đo chiều dài và chiều ngang của cổng phía bắc dẫn đến hành lang ngoài. Hai bên cổng, mỗi bên có 3 phòng, các trụ và tiền sảnh cũng đồng kích thước với cổng thứ nhất, 25 mét chiều dài và 12 mét rưỡi chiều ngang. Những cửa sổ, tiền sảnh và hình cây chà là của nó cũng đồng kích thước với cổng phía đông. Có 7 bậc thang dẫn lên cổng và một tiền sảnh ở bên trong nó. Đối diện với cổng phía bắc và cổng phía đông là cổng dẫn vào hành lang trong. Người ấy đo từ cổng này đến cổng kia được 50 mét. Sau đó, người ấy dẫn tôi đi về phía nam. Này, tại đó có cổng phía nam. Người ấy đo các trụ và các tiền sảnh cũng đồng kích thước với nhau. Tiền sảnh ấy có những cửa sổ chung quanh giống như những cửa sổ khác. Chiều dài của tiền sảnh này là 25 mét và chiều ngang là 12 mét rưỡi. Có cầu thang 7 bậc dẫn lên cổng và một tiền sảnh ở bên trong nó. Trên các trụ cả hai mặt đều có những hình cây chà là. Hành lang trong có một cái cổng xây về hướng nam, và người ấy đo từ cổng này đến cổng kia về phía nam là 50 mét. Kế đó, người ấy đem tôi vào hành lang trong qua cổng phía nam. Người ấy đo cổng phía nam và cổng ấy có đồng một kích thước với các cổng khác. Các phòng, các trụ và tiền sảnh của nó có cùng một kích thước với nhau. Cổng và các tiền sảnh đều có những cửa sổ chung quanh. Các tiền sảnh có chiều dài là 25 mét và chiều ngang là 12 mét rưỡi. Chung quanh có các tiền sảnh. Chiều dài 12 mét rưỡi, chiều ngang 2 mét rưỡi. Các tiền sảnh của cổng đối diện hành lang ngoài đều có các hình cây chà là trên các trụ nó và có cầu thang 8 bậc để bước lên. Kế đó, người ấy dẫn tôi vào hành lang trong về phía đông. Người đo cổng ấy và nó có cùng một kích thước với những cổng khác. Những phòng, những trụ và tiền sảnh của nó có cùng một kích thước như những cái khác. Cổng này và tiền sảnh đều có những cửa sổ chung quanh. Các tiền sảnh dài 25 mét, rộng 12 mét rưỡi. Các tiền sảnh của cổng này đối diện với hành lang ngoài đều có hình cây chà là trên các trụ cả hai mặt và có một cầu thang 8 bậc để bước lên. Rồi người ấy đem tôi vào trong cổng phía bắc. Người ấy đo cổng ấy và nó có cùng một kích thước với những cổng khác. Những phòng, những trụ và những tiền sảnh của nó cũng có cùng kích thước và có những cửa sổ chung quanh. Cổng ấy có chiều dài 25 mét, rộng 12 mét rưỡi. Những trụ của nó đối diện với hành lang ngoài đều có hình cây chà là trên các trụ ấy cả hai mặt và có một cầu thang 8 bậc để bước lên. Một cái phòng có cửa ở gần các trụ của cổng ấy là nơi người ta rửa các tế lễ thiêu. Trong tiền sảnh của cổng có hai cái bàn mỗi bên. Trên đó người ta giết những sinh tế dùng cho tế lễ thiêu, tế lễ chuộc sự mắc lỗi và tế lễ chuộc tội. Phía ngoài tiền sảnh, gần chỗ bước lên hướng về cổng phía bắc, có hai cái bàn. Bên kia tiền sảnh của cổng cũng có hai cái bàn. Như vậy, có 4 cái bàn ở bên này cổng và 4 cái bàn ở bên kia, tổng cộng là 8 cái. Trên các bàn đó người ta giết những sinh tế. Lại có 4 cái bàn bằng đá vuông dùng cho tế lễ thiêu, dài nửa mét, rộng 75 cm, cao nửa mét. Người ta đặt trên đó những dụng cụ dùng để giết sinh tế
cho tế lễ thiêu và các tế lễ khác. Có những móc rộng bằng lòng bàn tay gắn bốn phía tường, thịt tế lễ phải để trên các bàn. Phía ngoài cổng trong có những phòng để cho người ca hát nơi hành lang kề bên cổng phía bắc hướng về phía nam. Cũng có một phòng nữa về phía cổng đông hướng về phía bắc. Người ấy bảo tôi, cái phòng hướng về phía nam dành cho các thầy tế lễ trong coi đền thờ, và cái phòng hướng về phía bắc dành cho các thầy tế lễ trong coi bàn thờ, đó là các con trai của Sa-đốc, tức là trong vòng các con trai Lê-vi đến gần Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài. Sau đó, người ấy đo hành lang vuông, chiều dài 50m và chiều ngang 50m, bàn thờ thì ở trước đền thờ. Kế đến, người ấy đem tôi vào tiền sảnh của đền thờ và người ấy đo các trụ của tiền sảnh. Mỗi bên 2,5m, chiều ngang của cổng là 7m, chiều sâu của cổng mỗi bên 1,5m. Tiền sảnh có chiều dài 10m và chiều ngang 5,5m. Có một cầu thang 10 bậc dẫn lên tiền sảnh và bên cạnh các trụ có hai cây cột, mỗi bên một cây.